Đến với những tin tức quốc tế, thưa quý vị, ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 49 người khác bị thương sau khi một loạt trận động đất xảy ra tại tỉnh Hormozgan, miền nam của Iran vào ngày hôm nay. Trận động đất đầu tiên có độ lớn 6,1 tâm chấn ở độ sâu 10 km, sau đó vài giờ xảy ra hai trận động đất có độ lớn lên đến 6,3. Hơn 20 dư chấn cũng được ghi nhận sau đó. Các trận động đất đã san phẳng nhiều ngôi nhà, cướp đi sinh mạng của những người dân địa phương sống gần tâm chấn. Chính quyền sở tại đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ. Iran vốn nằm ở khu vực giao nhau của một số mảng kiến tạo vỏ trái đất và nhiều đường đứt gãy khác nhau. Nước này từng hứng chịu các trận động đất mạnh trước đây, như trận động đất có độ lớn 7,4 vào năm 1990 đã cướp đi sinh mạng của hơn 40.000 người. Thưa quý vị, bão số 1 có tên quốc tế là Cha Ba quét qua Hồng Kông, Trung Quốc, gây ra mưa to và khiến ít nhất một người bị thương. Cơ quan khí tượng Hồng Kông cho biết cơn bão có sức gió là 76 km/h, giật tới 94 km/h. Truyền hình địa phương đăng tải hình ảnh cho thấy biển động dữ dội và mây đen bao phủ bầu trời. Giới chức địa phương đã triển khai máy bay cứu hộ khẩn cấp để giải cứu 30 thủy thủ bị mắc kẹt trên biển khi tàu của họ gặp sự cố và chìm ngoài khơi. Bão Cha Ba được dự báo sẽ tiếp tục đi sâu vào đất liền Trung Quốc và suy yếu dần trong những ngày tới.